Theo sử sách, cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn, kéo dài và có tiếng vang lớn nhất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ 19. Những cuộc chiến đấu của nghĩa quân Bãi Sậy đã làm cho giặc Pháp không chỉ bạt vía kinh hồn, mà còn phải chịu những tổn thất vô cùng nặng nề. Cuộc khởi nghĩa kéo dài một thập kỷ, trải qua ba giai đoạn, gắn liền với tên tuổi của ba vị thủ lĩnh Đinh Gia Quế, Nguyễn Thiện Thuật và Nguyễn Thiện Kế. Song có thể khẳng định, Nguyễn Thiện Thuật là vị lãnh tụ tiêu biểu nhất, là linh hồn của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, niềm tự hào của Hưng Yên. Nét nổi bật ở cụ Nguyễn Thiện Thuật là một người quan võ, nhưng mà xuất thân lại là quan văn, có học hàm trí tuệ, là cử nhân. Đây là một nhân vật lịch sử, văn, võ, toàn, tài. Quê hương Xuân Dục, tỉnh Hưng Yên, thật vẻ vang khi có một người, một nhân vật, một người con, một anh hùng như thế. Từ thế kỷ 17, dòng họ Nguyễn đã đến định cư ở làng Xuân Dục, huyện Đường Hào, nay là xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Theo gia phả, Nguyễn Thiện Thuật là hậu duệ đời thứ 30 của đại thi hào Nguyễn Trãi. Dòng họ Nguyễn ở Xuân Dục gồm 4 chi: Nguyễn Giáp, Nguyễn Ất, Nguyễn Bính, Nguyễn Đinh. Chi Nguyễn Đinh là chi út và cũng chính là chi của cụ Nguyễn Thiện Thuật. Đến đời thứ 4, chi Nguyễn Đinh xuất hiện 4 anh em họ Nguyễn Thiện. Anh cả là Nguyễn Thiện Thuật, anh hai là Nguyễn Thiện Kế, anh ba là Nguyễn Thiện Hiền và em út là Nguyễn Thiện Dương. Đánh giá về tài năng của họ, chính công sứ Hưng Yên Demiriban khi đó đã phải thốt lên: cả 4 anh em Nguyễn Thiện Thuật đều là những vị tướng tài giỏi hơn người. Đất tôi đang ở là đất của 4 anh em cụ Nguyễn Thiện Thuật. Từ đây ra cây đề Xuân Nhân là vọng gác tiền tiêu của cụ. Vì lúc bấy nhà cửa nó không cao tầng như bây giờ, thì đứng ở trên cây đề, trèo cây đề quan sát nó dễ hơn. Quan sát ra đường năm xem là Pháp nó chở quân đi đâu để mà đánh nó. Lúc bấy là gọi toàn xe công nhông của Pháp đấy, nó chở là lính, như vậy là lính đội cái mũ trào màu. Và đã nhiều trận là các cụ đánh, ví dụ như ở cầu Lường đây là cụ đánh tơi bời khói lửa, như vậy bọn Pháp này hoảng loạn chạy đấy. Khi mà Pháp nó thua trận nhiều thì nó biết như vậy ở Xuân Dục đây là có anh em cụ Nguyễn Thiện Thuật nổi dậy đánh nó, cho nên là nó cho xe tăng vào đây rũi hết đình chùa của cả ba thôn này. Nguyễn Thiện Thuật sinh ngày 24 tháng 3 năm 1844. Cụ là con cả trong một gia đình nhà nho nghèo gồm 6 anh chị em, 4 trai 2 gái. Cha của cụ là tú tài Nguyễn Tuy, làm nghề dạy học. Do được dạy dỗ ngay từ nhỏ, lớn lên, Nguyễn Thiện Thuật đã nổi tiếng khắp trong làng ngoài huyện về cả văn lẫn võ. Năm 1870, Nguyễn Thiện Thuật thi đậu tú tài. Thấy cụ là người thông minh, lanh lợi, quan tỉnh Hải Dương đưa cụ về giúp việc quân. Năm 1874, do có công đánh giặc ở Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Thiện Thuật được triều đình nhà Nguyễn cử làm bang biện. Vừa làm quan vừa tự học. Năm Bính Tý 1876, cụ dự kỳ thi hội ở Nam Định và đã đỗ thủ khoa, được thăng chức tri phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Cụ đỗ cử nhân năm 1876, khi đó 32 tuổi. Cái điều lạ ở đây đấy là xuất thân từ một trí thức có học vị cử nhân, thì cụ đi làm quan. Đầu tiên là quan tri phủ, tức là đứng đầu một phủ. Thế rồi sau đó mới chuyển sang làm tán tương quân vụ, rồi sau đó mới nhận chức hiệp thống quân vụ đại thần. Với những tài năng vượt trội, tháng 8 năm Kỷ Mão 1879, cụ được bổ nhiệm giữ chức tán tương quân vụ tỉnh Hải Dương.
năm 1881, giữ chức chánh sứ Sơn Phòng tỉnh Hưng Hóa, kiêm chức tán tương quân vụ tỉnh Sơn Tây. Năm 1883, được bổ giữ chức Tổng đốc Hải Yên. Vốn nổi tiếng là vị quan thanh liêm công minh và có tài cai trị, ngay sau khi nhậm chức, cụ đã kêu gọi và thu phục được nhiều bậc chí sĩ quan lại, tổng lý, nông dân, binh sĩ yêu nước ở nhiều nơi nổi dậy chống thực dân Pháp xâm lược. Tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương, Nguyễn Thiện Thuật trở về bãi Sậy thay Đinh Gia Quế, tiếp tục lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Với tầm nhìn chiến lược của một nhà quân sự, Nguyễn Thiện Thuật không xây dựng đồn lũy, thành lập doanh trại mà phân tán lực lượng vào các làng xã. Cụ đã sử dụng ngay quê hương mình để làm căn cứ và sử dụng chính những người dân trong làng, trong xã, trong huyện làm nòng cốt quân sự. Lực lượng nghĩa quân được tổ chức thành các đội, các nhóm gồm từ 20, 25, 50, nhiều thì lên tới 500 đến 1.000 người. Tùy vào tình hình thực tế, điều đặc biệt, cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy đã lập nên một chính quyền bí mật ở một số làng xã, làm việc trong nghĩa quân ngay trong tổ chức chính quyền tay sai của thực dân Pháp. Đây là tài năng đặc biệt xuất sắc của Nguyễn Thiện Thuật và là một thắng lợi của nghĩa quân Bãi Sậy trong việc xây dựng đất đứng chân, lập căn cứ, chuẩn bị tiến hành cuộc khởi nghĩa lâu dài. Tướng công Nguyễn Thiện Thuật ấy là có một cái vị thế rất đặc biệt, không chỉ trong cái lịch sử phong trào vũ trang kháng Pháp cuối thế kỷ 19, tức là phong trào Cần Vương, mà còn trong toàn bộ cái lịch sử quân sự Việt Nam. Trên cái vị thế, cái hàm cấp của riêng tướng công Nguyễn Thiện Thuật là rất cao, rất đặc biệt, rất quan trọng. Cái cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy là cuộc khởi nghĩa lớn nhất ở miền Bắc, có thể so sánh tương đương với khởi nghĩa Hương Sơn, Hương Khê của Phan Đình Phùng. Và những cái chiến công đó đã chấn động cả cái bộ chỉ huy quân sự của Pháp. Nhằm củng cố căn cứ Bãi Sậy, tháng 9 năm 1885, Nguyễn Thiện Thuật tổ chức hội nghị tướng sĩ và dương cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp tại Văn Chỉ, xã Bình Dân, huyện Đông Yên, nay là xã Tân Dân, huyện Khoái Châu. Ngày 9 tháng 2 năm 1888, nhận được tin người em trai là Nguyễn Thiện Dương bị tử trận trong cuộc đụng độ với quân đội Pháp do tướng Philip chỉ huy. Ngay đêm đó, Nguyễn Thiện Thuật đã chỉ huy quân sĩ bất ngờ tấn công vào đồn Bẩn, đồn Kênh để trả thù cho em trai, giết chết 21 tên địch. Dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Thiện Thuật, cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy lan rộng ra khắp tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh lân cận như Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Yên, Thái Bình. Cũng trong thời gian này, Nguyễn Thiện Thuật còn liên kết được với một số lãnh tụ Cần Vương ở Thái Bình, Nam Định, tạo thành một phong trào chống Pháp sâu rộng ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong suốt những năm 1885 đến năm 1889. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Nguyễn Thiện Thuật, phong trào Cần Vương trên vùng đất Bãi Sậy nhanh chóng phát triển về mọi mặt, trở thành một trong những trung tâm chống Pháp lớn nhất ở Bắc Kỳ vào cuối thế kỷ 19. Trên cơ sở kế thừa cái sự nghiệp, cái chiến lược, chiến thuật chống giặc bằng chiến tranh du kích từ thời cụ Triệu Việt Vương, Triệu Quang Phục, thế kỷ thứ 6, thì cái tư tưởng, cái di sản đó đã truyền trên cái không gian mênh mông bàng bạc mà linh thiêng như thế này, và cụ là người tiếp nhận được cái đó. Cụ là người là thiện nghệ về đánh mai phục, đánh tập kích và khống chế kẻ địch bằng sức mạnh của nhân dân mà cụ tập hợp được. Và đặc biệt còn là người mà tuyên truyền rất là giỏi giang, thậm chí cả địch vận nữa cũng rất là thành công. Kết hợp tất cả những hành vi cụ thể như thế đấy, trên một cái chiến lược đánh du kích ấy, thì cụ là người chỉ huy tài năng và thậm chí là thiên tài. Do ngưỡng mộ tài năng, đức độ của Nguyễn Thiện Thuật, nhiều làng xã, tất cả những người đàn ông khỏe mạnh đều tự nguyện trở thành nghĩa quân Bãi Sậy. Dưới sự chỉ huy của Nguyễn Thiện Thuật, nghĩa quân đã tổ chức được nhiều trận đánh với những thắng lợi giòn giã. Nghĩa quân không chỉ đánh giặc khi chúng xâm phạm vào căn cứ, mà còn chủ động tấn công vào các đồn binh như Bình Phú, Lực Điền, Thụy Lân của huyện Yên Mỹ, đồn Bần, đồn Thứa của thị xã Mỹ Hào.
đồn Phủ, huyện Ân Thi, đồn Ứng Lôi, huyện Phù Cử, các đồn của huyện Văn Giang và phục kích quân Pháp trên đường số 5, đường 39. Các trận đánh của nghĩa quân không chỉ trực tiếp làm tiêu hao sinh lực của các đạo quân Pháp, mà còn làm cho chính quyền tay sai lúc nào cũng nơm nớp, hoảng sợ. Thực dân Pháp đã gọi cụ với một cái tên thể hiện sự tôn trọng và kính nể, một kẻ phiến loạn, lỗi lạc. Bởi cụ đã huy động được đông đảo người tham gia nghĩa quân bãi sậy. Một người Pháp đã nhận xét về cụ như sau: những lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp đương thời thường ít quan tâm đến những hoạt động chính trị trong quần chúng đông dân, chỉ có Tán Thuật là người đã cố gắng tập hợp quần chúng đông dân Bắc Kỳ vào cuộc đấu tranh dân tộc. Cụ được vua Hàm Nghi vinh phong Bắc Kỳ Hiệp Thống Quân Vụ Đại Thần, gia trấn Trung Tướng Quân. Vì thế nhân dân còn gọi cụ với một tên gọi khác thể hiện sự kính trọng: Quan Hiệp Thống. Vào những thập niên thứ ba của thế kỷ 20 đấy, thì người Pháp đã cho đặt một cái tháp mà ghi rõ chỗ này là điểm trung tâm của đồng bằng châu thổ sông Hồng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có một nhận xét cực kỳ xuất sắc: cái đồng bằng châu thổ sông Hồng ấy là cái nôi văn hóa và lịch sử của dân tộc. Cái vị trí trung tâm ấy nó cắt nghĩa vì sao cụ Nguyễn Thiện Thuật lại thu hút được tất cả sức mạnh, trí tuệ, vũ lực, tinh thần, tấm lòng của đất và người Hưng Yên, của đất và người Xuân Dục để trở thành nhà trí thức, viên quan văn, vị võ tướng, anh hùng của đất nước, của dân tộc, của quê hương. Năm 1888, Hoàng Cao Khải đem quân đàn áp phong trào, mượn danh Đồng Khánh, viết thư dụ dỗ, mua chuộc, khuyên Nguyễn Thiện Thuật ra hàng và hứa khôi phục chức tước. Cụ đã kháng chỉ lần thứ hai. Nguyễn Thiện Thuật đã viết vào tờ sớ dụ 4 chữ: bất khẳng thụ chỉ, dịch nghĩa là không chịu nhận chỉ. Ngày 11 tháng 11 năm 1888, nhận được tin báo Hoàng Cao Khải chỉ huy đồn Mỹ Hào đưa lính về gặt lúa ở Liêu Trung, tổng Liêu Xá, với mục đích vơ vét hết lúa gạo, ép dân phải ra đầu thú. Biết được âm mưu thâm độc của chúng, Nguyễn Thiện Thuật lệnh cho các tướng Nguyễn Thiện Kế, Vũ Văn Đồng đem 800 quân giả danh phu gặt để phục kích. Nghĩa quân bãi sậy đã bất ngờ nổ súng, giết chết 31 tên địch. Hoàng Cao Khải, Nguyễn Hữu Hào đã trốn thoát và chạy về Hải Dương. Cuối năm 1888, vua Hàm Nghi bị bắt đi lưu đày tại châu Phi. Phong trào Cần Vương dần bị suy yếu. Thấy tình thế có nhiều khó khăn, tháng 10 năm 1890, Nguyễn Thiện Thuật giao binh quyền cho em trai là Nguyễn Thiện Kế để sang Trung Quốc cầu viện, tăng cường lực lượng chống Pháp. Suốt quãng đời còn lại ở Trung Quốc, cụ thường xuyên liên lạc với Tôn Thất Thuyết, cử nhiều người thân tín liên lạc về nước thu nạp các chiến hữu, thành lập tổ chức Việt Nam Cách mạng Quang Phục Quân để giải phóng đất nước. Cụ Nguyễn Thiện Thuật còn có cái liên kết quốc tế, cụ đi sang cả Trung Quốc, đi sang nhiều lần để mà tìm cái mối liên kết quốc tế hỗ trợ cho phong trào kháng Pháp ở trong nước. Lần cuối cùng cụ đi mà không về được nữa, bởi vì một phần là cái phong trào kháng Pháp ở trong nước nó thất bại, nhưng phần nữa là cái nhà Mãn Thanh nó đã ký cái hiệp ước với Pháp và nó giữ những cái người yêu nước của chúng ta lại, như là Tôn Thất Thuyết, như là cụ Nguyễn Thiện Thuật lại. Ngay cả cái ông tướng quân cờ đen Lưu Vĩnh Phúc có công đánh giặc giúp người Việt Nam ấy, thì cũng đem được triệu hồi về Trung Quốc và giữ lại đấy. Thế thì cụ Nguyễn Thiện Thuật ấy, ở đấy cái thời gian đầu ấy, nó cũng vẫn tiếp tục cùng với Lưu Vĩnh Phúc, cùng với Tôn Thất Thuyết là quyên góp tiền bạc, vận động quyên góp tiền bạc, mua vũ khí gửi về cho các chiến sĩ ở trong nước tiếp tục đánh giặc. Chỉ đến khi mà phong trào Cần Vương bị dập tắt hẳn rồi, thì quả thật là Nguyễn Thiện Thuật có một cái lúc thất chí, cho nên là cụ có buồn, cụ có hút thuốc phiện. Nhưng mà khi lại gặp Phan Bội Châu, thấy Phan Bội Châu dấy lên một phong trào cứu nước mới, cho xem cái cương lĩnh của Duy Tân Hội, thì Nguyễn Thiện Thuật vứt hết cả bàn đèn đi, cai thuốc phiện ngay lập tức. Và trong những cái ngày cuối đời ở tuổi già, cụ ấy viết
sách, làm thuê để kiếm tiền, kiếm bạc, nuôi cái lớp thanh niên mới yêu nước sang Trung Quốc để tìm đường cứu nước. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy do Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo chỉ kéo dài 5 năm, từ năm 1885 đến năm 1890, nhưng đã trở thành một điểm sáng rực rỡ, một ngọn cờ lẫy lừng không chỉ trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ 19, mà còn là hình ảnh tiêu biểu cho toàn bộ phong trào yêu nước của nhân dân ta vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Sự nghiệp chưa thành, cụ đã lâm bệnh và mất ngày 25 tháng 5 năm 1926, tức ngày 16 tháng 4 năm Bính Dần. Phần mộ của cụ được đặt trên quả đồi Vạn Hoa Cương, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trên bia mộ có khắc dòng chữ Việt Nam Cách Mạng, Cố tướng quân Nguyễn Thiện Thuật chi mộ. Năm 1990, Việt Kiều ở Trung Quốc đã di chuyển phần mộ của cụ từ đồi Hương Quan Kiều về đồi Đại Lĩnh, phía nam thành phố Nam Ninh, cùng khu vực nghĩa trang của bộ đội thương binh Việt Nam sang Trung Quốc điều trị và mất tại đây. Với tấm lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc, ngày 30 tháng 1 năm 2005, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hưng Yên phối hợp với địa phương, con cháu của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật đã tổ chức sang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc rước thi hài của cụ về tổ chức lễ truy điệu, lễ an táng tại quê hương Xuân Dục. Lăng mộ của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật được đặt trang trọng ở một khu đất đẹp cao ráo, ngay cạnh cây đài cổ thụ Xuân Nhân, vọng các tiền tiêu của nghĩa quân Bãi Sậy năm xưa. Cùng với cây đa Tân Trào, cây đào Tô Hiệu, cây đề Xuân Nhân 200 tuổi đã trở thành linh khí, niềm tự hào của các thế hệ người dân Xuân Dục. Đây là việc làm thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc của các thế hệ tiếp nối đối với tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Nhằm tôn vinh và đời đời tri ân những công lao đóng góp, sự hy sinh to lớn của Nguyễn Thiện Thuật với dân với nước, ngay trong năm 2005, tỉnh Hưng Yên đã quyết định xây dựng khu tưởng niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật. Khu tưởng niệm Nguyễn Thiện Thuật được xây dựng với diện tích trên 1.500 m², bao gồm nhiều hạng mục công trình như tam quan, khu thờ chính, nhà bia, bức phù điêu, phần mộ. Kể từ đó đến nay, khu tưởng niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật đã và đang trở thành nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp nối. Với những giá trị to lớn về lịch sử, tháng 10 năm 2020, khu tưởng niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Để khu tưởng niệm tiếp tục trở thành điểm đến, một địa chỉ du lịch tâm linh hấp dẫn của du khách gần xa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp khu tưởng niệm thành khu di tích. Công trình do Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 42 tỷ đồng. Khu tưởng niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật được tôn tạo, xây dựng vào tháng 4 năm 2021. Công trình thì được xây dựng mang kiến trúc của đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm có đền thờ, nghi môn, cổng. Công trình đưa vào khai thác sử dụng sẽ là một địa chỉ văn hóa, ứng cái ý chí nguyện vọng của nhân dân. Tưởng nhớ tới công lao của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, hàng năm vào các dịp lễ Tết, ngày dương cờ khởi nghĩa, ngày sinh, ngày mất của cụ, chính quyền xã Xuân Dục, nhân dân địa phương và dòng họ trọng thể tổ chức lễ dâng hương tướng quân Nguyễn Thiện Thuật. Nhiều tỉnh, thành phố, địa phương trên khắp đất nước, đặc biệt là tại quê hương Hưng Yên, đã có những ngôi trường, những đường phố mang tên Nguyễn Thiện Thuật, thể hiện sự biết ơn, khẳng định công lao, đóng góp của vị tướng vùng Lau Sậy đối với quê hương, đất nước. Trong quá trình giảng dạy ấy, chúng tôi cũng lồng ghép cái chương trình và trong những cái môn học của mình. Qua đó thì chúng tôi rất mong muốn là giáo dục được các em cái truyền thống của quê hương, biết ơn các bậc tiền bối cố gắng học tập, phấn đấu để mà phát huy cái truyền thống của tổ tiên của quê hương. Cháu cảm thấy vô cùng tự hào khi lớp cháu sinh ra có một nhà lãnh tụ vĩ đại như Nguyễn Thiện Thuật. Là một thế hệ trẻ thì cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt, có thể giúp đỡ được cho gia đình cũng như là cho quê hương của mình sẽ phát triển hơn. Năm tháng trôi qua, nhưng những chiến công cùng tên tuổi của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật mãi là niềm tự hào của người dân Hưng Yên nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Khu di tích tướng quân Nguyễn Thiện Thuật sau khi hoàn thành sẽ trở thành di sản văn hóa quý báu, điểm tham quan về nguồn đầy ý nghĩa, hấp dẫn và độc đáo, kết nối các di tích lịch sử văn hóa, du lịch,
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.